vừa mới hoàn thành xong cái sneak show Inami và buổi công bố concert Inami. Nói về album Inami thì đây là song ngữ đầu tiên của Tuyền. Là một trải nghiệm mới, cũng là một bước tiến trong việc sáng tạo cũng như là sự nghiệp sáng tác của Tuyền. Điều thứ hai là album này sẽ là một album mà đánh dấu lần đầu tiên Tuyền sẽ bước tiến trong album của mình, trong sáng tác của mình. Đây là một cái cánh cửa mới của Tuyền, rất là háo hức với nó. Hy vọng là mọi người sẽ yêu quý album này, yêu thích album này. Còn về concert Inami là một concert lớn với album và sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 tại Nhật Đấu Quân 7 9 giờ tối. Đây là một concert mà Tường với cộng đồng những người Hương Thanh cùng phụ thủy Visual, anh Tùng Thủy sẽ mang đến cho tất cả quý vị một cái trải nghiệm mới về về mặt thị giác. Chúng tôi đưa những công nghệ mới nhất của thế giới và show của Tường. Thứ hai nữa là cái lần đầu tiên, cái sân khấu đầu tiên được sẽ live những bài mới của album này, những bài hit với khối mới hoàn toàn. Dạ, ok, mọi người thì mọi người nghe nó khác với tiếng Anh không? Chứ thật sự là khi mà đi vào một cái quy trình chuẩn của quốc tế thì của thế giới thì Tường biết là mình chẳng, Tường mới nhận ra là mình chẳng biết gì cả, và cả về việc không phải là chuyện biết tiếng Anh không, chuyện khác thì khác tiếng Anh Tường phải được tập rất là nhiều. Tường rất là vui khi mà cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành, và cái điểm đúng là cái điểm mà mở ra cánh cửa cho Tường chính là việc mà Tường biết được tiếng Anh cùng với những bạn fan của mình. Vì đó là một cái gọi là một cái tiền đề cần thiết để sau này Tường có những cơ hội khác làm việc với những songwriter singer trên thế giới. Mà Tường nghĩ phải dành một lời cảm ơn đến thầy Michael. Chú Michael đã nhìn thấy cái tiềm năng của Tường và cho Tường một cái cơ hội này. Trong concert Inami này thì một điều đầu tiên mọi người sẽ thấy là mọi người, tôi nghĩ mọi người sẽ choáng với cái việc là sân khấu bốn mặt, và sân khấu sẽ nằm ngay trung tâm của nhà thi đấu, và 360 độ mọi người đều có thể nhìn thấy tường ở bất cứ đâu. Và cái công nghệ mà chúng tôi sử dụng dành cho cái màn bảo mạng như anh đã chia sẻ, nó sẽ rất là bất ngờ với light, với laser, với cái báo tôi nghĩ là to gấp mấy lần tôi cũng chưa tưởng tượng được nữa, sẽ rất là hoành tráng, và trong xuyên suốt cái concert của Tường sẽ có những cái màn mà được tương tác với cái màn hình led của mình, mà có lúc thật ảo ảo. Sẽ rất là áp lực cái chuyện là như bạn biết là năm thứ ba đã làm show rồi, thì cái đòi hỏi, cái áp lực về rất là nhiều thứ, và cái đòi hỏi ngày càng cao, cái khối lượng sáng tạo cao hơn, làm ngày to hơn, thì vấn đề về tài chính nó sẽ hơn rất là nhiều thứ hơn. Bởi vì tôi mới nói là tôi không có khổ gì, chỉ khổ về âm nhạc thôi. Và từ trước xong ha.